Ok, xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Thanh Tâm Audio. Trong buổi chiều ngày hôm nay thì tiếp tục gửi tới các bác một bộ sản phẩm. Bộ sản phẩm này là một trong những cái bộ sản phẩm mà em cũng đã tìm hiểu tương đối lâu. Tuy nhiên thì ngày hôm nay mới có đưa về để giới thiệu tới các bác bộ sản phẩm này. Đây là một dòng loa vi tính đến từ thương hiệu Bose và với một cái dòng loa rất là đặc biệt, Computer Music Monitor. Thì các bác xem kênh Thanh Tâm của Thanh Tâm cũng đã biết đó là những cái dòng Bose mà dòng loa vi tính ấy thì em đưa về rất là nhiều những cái dòng loa như là Companion 3 Series 1, 3 Series 2 và thậm chí là Companion 5. Tuy nhiên cái bộ Computer Music Monitor của Bose này là một trong những cái bộ sản phẩm loa mini và có cái tính cơ động rất là cao vì được sản xuất với hai củ loa. Và cái hệ thống này chắc chắn là sẽ dùng cho những cái hệ thống máy tính rồi, đặc biệt là laptop thì đặt rất là đẹp. Ngày hôm nay thì đưa về được một bộ nguyên thùng xốp, sẽ mở hộp và gửi tới các bác cái hình thức của bộ sản phẩm này. Bộ thùng xốp này em mua về đến tay ở Việt Nam thì mức giá là 7 triệu các bác nhé. 7 triệu là một bộ thùng xốp, một mức giá tương đối là chát so với những cái sản phẩm Bose vi tính nói chung. Đó, đây là chúng ta sẽ mở hộp thiết bị. Và cái bộ sản phẩm này với hình thức em nghĩ đánh giá là sẽ là hình thức Nine New. Đây chúng ta sẽ có một cái gọi là cái catalog hướng dẫn sử dụng. Cái con Bose này thì có cả điều khiển các bác nhé. Các bác có thể nhìn thấy đấy. Đó. Và đây là nhân vật chính của chúng ta. Nhân vật chính thì sẽ được bọc một cái lớp chống vân tay ở đây. Em sẽ bỏ gọn ra trước và xem cái bộ phụ kiện trước đã. Cái bộ phụ kiện của hệ thống loa của chúng ta sẽ nằm bên dưới cái đáy của cái hộp này. Đây, em sẽ nhấc ra để cùng chúng ta cùng tham khảo. Các bác cùng tham khảo luôn. Đây, cái bộ phụ kiện của chúng ta sẽ bao gồm rồi một cái cáp 3.5 này, một cái dây nguồn và một cái adapter nguồn xịn của Bose. Đây, các bạn có thể thấy nhìn logo của Bose này và cái adapter nguồn. Adapter nguồn này sẽ chạy nguồn biến thiên từ 100 đến 240V, vì thế các bác có thể thoải mái cắm vào điện ở Việt Nam để có thể sử dụng. Và chắc chắn là không thể thiếu được của chúng ta đó là cái điều khiển từ xa. Điều khiển thì chúng ta một cái dòng bộ loa vi tính thì chắc chắn rồi, chỉ có điều khiển tăng giảm âm lượng và tắt cái cặp loa thôi, chứ còn không có về bắt chép. Đây là cái tính năng chung của những cái dòng loa vi tính nói chung. Rồi, đây là nhân vật chính của chúng ta. Em sẽ để máy ở đây. Đây, đây là nhân vật chính của chúng ta đây. Rất là nhỏ bé các bác nha, nhưng mà được anh em chuộng lắm. Ở Việt Nam cặp loa này bán chính hãng đâu đó khoảng trên 8 triệu rưỡi. Mà em mua cặp này là cặp thùng xốp, vì thế nên là mua bên Nhật giá cũng tương đối cao. Mức giá về tay đây là 7 triệu. Có thiết kế rất là đơn giản. Nói chung là ngày hôm nay thì với trực tiếp được trải nghiệm trên tay để xem là vì sao mà cặp loa này nó lại hot ở thị trường Việt Nam như thế. Rồi, đây là cái cặp loa Bose Music Monitor của chúng ta. Các bác có thể nhìn thấy. Em sẽ đặt nó ở giữa cái khung hình. Rồi, cái cặp loa của chúng ta thì được thiết kế với dạng một cái độ nghiêng, độ vát chéo rất là đẹp. Các bác có thể thấy khi mà chúng ta đặt ở dưới bàn làm việc ấy, thì cái mặt nghiêng này nó sẽ chiếu trực thẳng trực tiếp âm thanh tới cái tai nghe của chúng ta. Đó. Và toàn thân của cái cặp loa này đều được làm bằng kim loại hết. Kim loại nhá. Và khi mà nhìn qua e căng này, các bác có thể thấy chúng ta sẽ thấy một củ loa toàn giải ở đây, đường kính khoảng 4cm này. Ở phía sau ấy, ở phía sau chúng ta sẽ có thêm một củ bass nữa được thiết kế ở phía sau đây, với một cái khe phản xạ bass ở phía sau. Và chúng ta sẽ kết nối với hai cái củ loa này qua một cái sợi dây connector đây, và cái nguồn vào cũng như là nguồn audio vào. Ở bên cạnh chúng ta sẽ có tăng giảm âm lượng và tắt máy. Một cặp loa mini couple xinh dành cho các bác đang sử dụng hệ thống loa dành cho các bác sử dụng để chơi trên cái bàn làm việc. Bây giờ em sẽ kết nối thiết bị và gửi tới các bác chất âm của cái cặp loa rất là danh tiếng này, được anh em đánh giá rất là cao. Đó.
thực sự là khi mà đặt cái cặp loa này lên và test tới các bác thì một từ mà chỉ có một từ duy nhất đó là em rất là bất ngờ, đó là rất là ngạc nhiên các bạn, rất là ngạc nhiên với cái khả năng chơi nhạc của cái dòng monitor của Bow này. Vì sao mà anh em được các anh em đặc biệt là dân văn phòng hoặc là anh em đi hay đi công tác săn lùng cái cặp loa này để trang bị bên mình mỗi khi mà chúng ta đi công tác ở một nơi xa nhưng vẫn muốn thưởng thức âm thanh? Tại vì sao? Tại vì cái vóc dáng nhỏ gọn, kiểu dáng cơ động, và khi mà chúng ta mang đi thì chúng ta chỉ cần xách đi thôi, đến nơi chúng ta chỉ cần cắm vào PC hoặc là điện thoại, cắm vào điện là phát nhạc, không phải trầm, không phải đầu máy ampli, không phải cặp loa cồng kềnh. Đây là cái thế mạnh của dòng Bow Monitor Computer. Và cái tiếng bass của cái cặp loa này đánh rất là đầm tiếng. Thực sự để mà nói là đối với cái đường kính loa 4cm như này thì em không nghĩ rằng nó có thể tạo ra một cái tiếng trầm tốt như thế. Và cái này thì thực sự rất là đáng khen với các kỹ sư của Bow khi mà đưa ra cái hệ thống ma trận để phản xạ âm thanh cái tiếng bass ở bên trong cái thùng bass của cặp loa này. Cặp loa Bow Monitor Computer Music với mức giá là 7 triệu thì em sẽ tặng cho các bác một bộ phụ kiện cực đỉnh cao, đặc biệt là đối với các bác hay đi du lịch, đặc biệt là đối với các chủ tịch hay đi công tác ở xa, đó là cái cặp vali. Cái cặp vali này thì là một trong những cái phụ kiện mà nếu mà các bác mua lẻ thì em cũng không có người bán đâu. Đây là cái cặp loa, cái cặp vali được thiết kế riêng cho cái dòng cái cặp loa di động này, thực thiết kế riêng các bác nhá. Chúng ta có thể cầm sách này, chúng ta có thể sách này, đó, sách nó đi rất là gọn. Chúng ta các bác khi các bác đi công tác thì tất cả mọi hệ thống của cặp loa này sẽ được cho vào cái vali này hết. Vali kích thước là rộng 30, sâu 25, cao khoảng 10cm. Khi em mở ra cho các bác xem nhé. Mức giá cực ưu đãi, cả bộ dàn với cả cái cặp này với mức giá là 7 triệu. Đây, đây là hai cái ô để đặt cái cặp loa của chúng ta. Bên trong này chúng ta sẽ có cái khay để chúng ta đặt sạc này, rồi những cái dây thừa còn lại vào đây. Đây là cái hình dáng của cái dây thừa để đây. Ngoài ra thì bên trong này các bác cũng có thể đặt thêm đồ. Bên trong này thì họ Bow còn thiết kế cho chúng ta một cái quai đeo. Quai đeo để các bác có thể đeo cái cặp loa này ở trên vai. Hàng của Bow xịn các bác nhé. Hàng xịn nhé. Đó. 7 triệu cho tất cả combo đang nằm trước mặt các bác đây. Và các bác cũng hoàn toàn có thể yên tâm, tại vì là cái cặp loa này nó sẽ sử dụng nguồn điện qua adapter. Adapter thì chạy điện biến thiên từ 100 đến 240V. Các bác đi bất kỳ một khách sạn nào, một nhà nghỉ nào hay thậm chí một cơ quan nào, các bác đều có thể cắm cái bộ dàn này và chơi nhạc để trình diễn với các đối tác cũng như là giải trí qua những cái buổi họp căng thẳng. Đây là dòng Bow Computer Music, hàng sưu tầm, độc đáo, đặc biệt của Bow dành cho dân văn phòng. Và thực sự để mà nói, hai cái từ mà em mô tả về cái cặp loa này đó là sự ấn tượng, quá ấn tượng với một cái công nghệ loa mà bé như thế này mà cái tiếng bass xuống cực khủng. Rồi các bác nghe thử này, tăng âm lượng lên chút nhá. Vậy thì video này đã lý giải cho chúng ta được cái thắc mắc, đó là vì sao cặp loa này bé như thế này nhưng mà giá lại cao như thế. Đặc biệt là tại thị trường bên Nhật, cặp loa này vẫn rất là hot và rất là nhiều người đấu giá cặp loa này các bác nhá. Nếu mà các bác so với những dòng sản phẩm như Comba Series 2 hoặc là thậm chí cả Bose Com 5 về cái mức giá mà cái sản phẩm này các bác có thể chạm tới những cái bộ loa vi tính kia, thì đây là một sự họ so sánh rất là khập khiễng. Tại vì là bộ này cái công suất cũng như cái tiếng bass nó không được như cái hệ thống vi tính kia, nhưng nó ăn đứt về cái khoản cơ động các bác nhá. Một cái vali trên tay các bác có thể đi mọi nơi, các bác có thể đi mọi nơi với cặp loa này. Rồi, video test cái đây là kết thúc. Các bác nào quan tâm tới bộ loa Bose Music Monitor Computer này với mức giá là 7 triệu thì hãy liên hệ tới số hotline của Thanh Tâm, chỉ có một bộ duy nhất thì các bác nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.